cả nhà thân mến, nếu mà một người nào lần đầu tiên đến đất nước Croatian mà đến những cái apartment ở đó thì sẽ bị sốc hàng ngay. Chẳng hạn như thế này nhé, như là nhà thông thuê ở đây này. Thuê ở đây một tuần này, thì mới bắt đầu bước vào đó, chúng ta cảm thấy rằng là trời đất ơi, sao mà cái nơi này gì đâu mà nó tối om tối mò nhìn sợ dữ vậy nè. Mà ở trên này thì đề là apartment này đó, 3 sao. Chết rồi, mình bị lừa rồi. Đấy, nhìn xung quanh này, quang cảnh xung quanh thì rất là khủng khiếp đúng không ạ? Nhìn thấy cũng không có cái gì để mà bắt mắt mà để cho mình phải đến đây mình vui chơi. Đó. Ở ngoài này thì có được một cái sân vườn mà cũng hoang tàn lắm, chẳng có ai chăm sóc gì hết. Thì chỉ cần đi có 2 phút đồng hồ là ra tới biển. Đây, chỉ cần đi cái cửa bên hông 2 phút thôi, chưa tới 2 phút đồng hồ là chúng ta sẽ thấy bãi biển ở dưới. Và trên bờ biển thì có một cái nhà hàng cũng rất là nổi tiếng. Đây là cái biển mà Thông đã từng quay cho cả nhà xem rồi đấy. Rồi, bây giờ thì Thông mời cả nhà cùng với Thông chúng ta vào bên trong cái nơi mà Thông cùng với bà xã Thông thuê để ở trong cái thời gian đi nghỉ mát ở Croatian nhé. Nếu mà nhìn bên ngoài như vậy thì chúng ta thật sự rất là thất vọng khi đến một cái apartment để mà thuê phải không ạ? Nhưng mà đây chỉ là bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong thì rất là tuyệt vời. Vì sao trong cái mùa đại dịch đi du lịch chúng ta lại nên thuê những cái apartment như vậy? Là tại vì khi chúng ta thuê những cái apartment như vậy đó, chúng ta sẽ được thoải mái hơn và gia đình của chúng ta sẽ tự nấu ăn cho gia đình. Còn ở trong những cái hotel á, thì người ra người vào rất là đông, cho nên là cũng sẽ bị đụng chạm nhiều thứ. Đây, xung quanh cái apartment mà Thông thuê đây, thời đại 4.0, 5.0, chúng ta không cần phải liên lạc với bất cứ một người nào, chỉ cần sử dụng qua trang mạng. Khi chúng ta muốn vào cửa thì cái người cho thuê đó cho mình xin cái mã, mình chỉ cần bấm trên này là cửa sẽ mở. Và vào trong phòng mình cũng chỉ bấm những cái số mật mã là phòng nó mở. Và trong cái thời Covid này đó thì mọi người hạn chế gặp nhau mà. Vì vậy là khi mình đi chơi là mình phải có điện thoại nha cả nhà. Rồi, bây giờ Thông sẽ bấm mã để Thông vào bên trong đây. Cái nút xanh hiện lên thì tức là cửa đã được mở. Đây, đi vào bên trong. Và đây là apartment và phòng. Thông và bà xã Thông đã thuê ở đây. Bé bé xinh xinh thôi nhưng mà rất là tuyệt vời cả nhà. Cả nhà thấy nè, đó, trên cái đường đi vào đó là có một cái cửa kiếng, và đây là cái tủ để cho những cái người mà người ta đến lau chùi đó, người ta thay khăn cho mình. Và đây là phòng đơn. Phòng đơn thì chỉ có một cái giường bé này, và cũng có máy đun nước sôi, có một cái ghế để mình ngồi mình đọc sách, và đèn ngủ nè. Và đây là buồng tắm. Buồng tắm thì cả nhà thấy này, cũng có kiếng này đó. Rồi khi mình đụng tay vào đây là đèn nó sáng lên trên cái kiếng soi gương soi mặt này. Và buồng tắm thì buồng tắm đứng đó, rất là sạch sẽ. Và 2 cửa sổ đó, bên phòng tắm có một cái cửa sổ và phòng ngủ cũng có một cái cửa sổ như thế này, thì rất là tuyệt vời cho không khí ra vào. Đã vậy rồi còn có thêm cái tivi nữa, và có cả cái đồng hồ để chúng ta biết thời gian cùng với máy lạnh đó. Đây là cái phòng đơn. Còn đây là phòng của Thông và bà xã Thông ở. Và phòng của gia đình Thông thì có một cái giường đôi rất là to,
mình có thể ở một gia đình hai vợ chồng và một đứa con được này. Đấy, một cái giường đôi to lắm cả nhà. Rồi một cái cửa sổ cũng rất là to, mình có thể nhìn ra ngoài vườn. Có thêm một cái bàn ăn đứng. Đây là cái bàn ăn đứng này. Và cả nhà có biết không, không thể nào thiếu được cái máy nước Kangen khi Thông đi chơi du lịch. Mặc dù bất kỳ đi trong nước Đức hay là ngoài nước Đức, Thông đều mang nó theo và Thông cảm thấy rất là tự tin khi sử dụng cái máy nước này. Mình được ăn ngon, mình được uống sạch. Đấy, ngoài ra này, ở đây có thêm cái máy rửa chén này. Đấy, máy rửa chén nhá. Và chén, dĩa, ly, tách rất là đầy đủ. Mình có thể nấu nướng cho gia đình mình ăn. Còn đây là bồn tắm đứng cùng với bồn tắm nằm. À, đấy, vừa nằm vừa đứng được, rất là tuyệt vời. Và đi bộ chỉ có 2 phút là ra tới biển thôi cả nhà. Rất là thoải mái, rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ thử nước ở đây cho cả nhà xem là nước khi mà chúng ta đến một cái thành phố nào, một cái đất nước nào thì mình cũng luôn luôn kiểm tra xem là nước ở đây cái độ chống oxy hóa và cái độ kiềm của nó có tốt hay không nha. Cách gắn cái máy nước Kangen vào trong vòi nước cũng rất là đơn giản như Thông đã chia sẻ ở cái video lần trước rồi. Chúng ta chỉ cần gắn cái vòi nước ở trong cái máy nước Kangen vào trong cái vòi robinet của cái chỗ mình đang ở là xong. Chỉ cần vặn lại như thế này là xong. Là tại vì khi mà mình mua máy đó, là công ty đã cho mình nguyên một cái túi dụng cụ để mình có thể đi khắp nơi trên thế giới, mình đến nước nào thì mình sử dụng cái vòi của nước đấy. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ bật máy lên nha. Mình sẽ lấy nước vòi trước. Rồi mình để vào đây. Cái nước vòi của Thông nó nằm bên tay phải này. Và bây giờ thì Thông sẽ lấy nước Kangen. Thông lấy nước Kangen 9.5 là mình hay lấy cái nước này để mình uống sống đấy. Khi mà mình mở nước nhỏ quá thì máy nước sẽ tự nói với mình là mình phải bật máy nước to lên. Và cả nhà nhìn trong cái ly nước Thông đang cầm, cả nhà thấy nó đục phải không ạ? Cái độ đục này là khí hydro ở trong nước. Và mình uống cái nước này nó rất là tốt. Cả nhà thấy này, cái đục của nó từ từ nó sẽ trong lên này. Đó. Nó hồi đấy nó rất là đục phải không ạ? Mà bây giờ nó sẽ trong lên từ từ. Và mình sẽ nhìn cái nước trong nó từ ở dưới cái ly nước nó trong lên. Rồi, bây giờ thì Thông sẽ để 2 cái ly nước. Cái này là ly nước Kangen này. Và đây là ly nước cung tên. À, nước người ta gọi là nước Lai Tùng Wasser hay là bên Anh thì gọi là nước tháp á. Và bây giờ cả nhà thấy 2 ly nước trong như nhau thì mình sẽ không biết được nước nào có độ chống oxy hóa cao hoặc là nước nào không có độ chống oxy hóa. Để muốn biết được độ chống oxy hóa của nước ở thành phố Thông đang sống ở đây này và cái máy nước Kangen như thế nào thì Thông phải sử dụng một cái máy đo độ chống oxy hóa. Thì đây là cái máy nó có cái cây và bây giờ là nó đang chống oxy hóa ở bên ngoài, nó đang là 500, 500, 409, 500. Thông sẽ cho cái cây này vào trong cái ly nước của cái nơi mà Thông đang thuê nhà, Thông đi chơi này. Thì cả nhà thấy này, cái độ chống oxy hóa của nó đang di chuyển cỡ khoảng 385, 387. Nó cứ đi lên đi xuống như vậy đấy. 309, 400. Nó đi lên đi xuống. Nhưng mà bây giờ này, Thông sẽ cho cái cây này vào trong cái ly nước Kangen. Thì cả nhà sẽ thấy nó đang 309 400, nó trở thành âm liền tức khắc, âm 500, âm 680. Rồi bây giờ Thông cho qua cái cây bên này này, cái ly nước
bình thường mình lấy ở vòi ra cả nhà thấy nó lại lên lại này. Đó, 200, 900, 300. Rồi, thông bỏ qua cái ly nước Kangen thì cả nhà thấy cái độ chống oxy hóa của nó ngay lập tức nó lên 600. Cứ như là đang làm ảo thuật phải không cả nhà? Đây là cái ly nước bình thường là ở trong vòi nhá. Đây là ly nước vòi này là cỡ khoảng 300. Đấy, thông nói thí dụ như vậy 300, 400. Và qua bên này nó là âm liền tức khắc 500, 600, 670. Rồi, đây là cái máy đo độ chống oxy hóa. Còn bây giờ mình muốn biết được là cái nước của mình có cái độ kiềm cao hay là độ kiềm thấp thì thông lại phải sử dụng. Đây là cái lọ PA test liquid. Thông sẽ cho vào mỗi ly nước là 5 giọt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cả nhà nhìn hai cái ly nước thông vừa mới cho cái nước test vào đó, cả nhà thấy nó thay màu liền tức khắc phải không ạ? Đây, đây là nước của vòi này và đây nước đến từ máy nước Kangen. Bởi vậy tại sao cả nhà hay thắc mắc là đi đâu thông cũng hay mang cái máy nước này theo? Là tại vì khi mà thông đem cái máy nước này theo đó, đến thành phố nào, đến nước nào, thông có thể mua trái cây này, rồi mua rau củ quả về thông rửa. Đầu tiên là qua nước vòi và sau đó thì thông ngâm vào trong máy nước Kangen. Thì khi mình ăn á, thức ăn của mình rất là ngon và mình cảm thấy rất là tự tin khi mà đi chơi, không có sợ về vấn đề đồ ăn, đồ uống. Sau khi mà cho thuốc thử vào thì chúng ta sẽ thấy là nước vòi nó sẽ có màu xanh blau như thế này và nước Kangen nó sẽ có màu tím như thế này. Và đây là cái bảng màu cho chúng ta biết được là màu xanh như vậy đó là nó chỉ ở neutral thôi. Đây là neutral. Và màu tím thì nó sẽ ở alkali. Rồi, vừa rồi thì Thông đã vừa mới chia sẻ với cả nhà là nước Kangen cũng như là nước vòi, độ chống oxy hóa cũng như là độ kiềm trong nước như thế nào. Vì vậy tại sao mà đi chơi bất kỳ ở nước nào Thông cũng đều mang cái máy nước Kangen này theo. Và cả nhà cũng biết là khi đi Mỹ Thông cũng đem theo này, rồi đi Berlin này, rồi hôm nay đi qua Croatia này, hoặc là đi qua Đan Mạch, hoặc là Thụy Sĩ. Hầu như đi chơi là Thông mang cái máy nước Kangen để theo vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Và cả nhà biết không, mỗi một buổi sáng đó, là Thông đều lấy nước Kangen để Thông rửa mặt của Thông. Bởi vậy cái da mặt của Thông nó rất là mịn. Vì cái độ chống oxy hóa của nó, mình uống vào trong cơ thể cũng như là mình rửa trên cái khuôn mặt của mình đó, là nó thẩm thấu vào trong da, nó làm cho da của mình không có nếp nhăn nha. Rồi cả nhà ơi, nếu cả nhà muốn tìm hiểu thêm về cái máy nước Kangen này nó có những cái tác dụng như thế nào á, thì cả nhà hãy liên lạc với Thông nha, qua địa chỉ email, hoặc là qua Facebook Messenger, hoặc là qua địa chỉ Viber Thông có để ở dưới cái video này, và Thông sẽ tư vấn và chia sẻ với cả nhà. Đấy, và chỉ cần một cái ba lô nhỏ thôi là chúng ta có thể cho cái máy nước Kangen này bay cùng chúng ta khắp nơi trên thế giới. Bây giờ Thông lấy cái ba lô của Thông cho cả nhà xem là một chút xíu nữa Thông cho cái máy nước này vào như thế nào nha. Đây cả nhà ơi, một chút xíu nữa là cái em Kangen sẽ nằm ở trong cái ba lô này. Và Thông sẽ kéo nó lên. Kéo nó lên như thế này. Và Thông sẽ đeo lên trên vai. Đấy, rồi khi mà mình đi qua hải quan á, thì mình gỡ ra cho người ta xem. Và mình cũng nói cho người ta biết được là đây là cái dụng cụ để mình có nước sạch mình uống. Đấy, chỉ cần như vậy thôi là mình đã có được một nguồn nước thật là tuyệt vời khi mình đi chơi, không phải lo lắng. Còn nếu mà người ta hỏi nó là cái gì thì Thông sẽ đưa ra và Thông chia sẻ là change your water, change your life. Đấy, đây là một cái catalog của cái máy, lúc nào đi đâu Thông cũng cầm theo để mà khi mà có người hỏi thì Thông đưa cho mọi người xem. Rồi, cả nhà yêu mến kênh YouTube của Thông thì hãy cho Thông xin một like, đăng ký, chia sẻ và cùng đồng hành với Thông trong những video tiếp theo.
Cả nhà nhớ bấm chuông để được những video mới nhất của Thông trên YouTube. Thông xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thông xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!